Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Vừa qua thì mình đã tìm được một số cách tạo cái hình ảnh tan biến cực nhanh trên điện thoại cũng như là trên máy tính. Như các bạn có thể thấy ở đây, cái hình ảnh của mình đã trở nên thú vị hơn. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào trang web là ephoto360. Và mình sẽ để link ở bên dưới phần miêu tả của video cho các bạn tiện theo dõi. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào chọn ảnh, chọn browser, thư viện ảnh. Và gần tới sinh nhật của thằng bạn mình cho nên mình sẽ tìm một cái ảnh để dìm hàng nó. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái khung này để căn chỉnh cho phù hợp và chọn vào crop, chọn vào tạo ảnh. Sau đó các bạn sẽ nhấn giữ vào ảnh và ở đây lưu hình ảnh. Quay trở lại với một hình ảnh thì ở đây các bạn có thể thấy thì mình đã có một cái tấm ảnh tan biến rất là thú vị chỉ với một vài bước đơn giản. Ngoài ra thì các bạn còn có thể tải thêm cái app ePhoto 360. Và như các bạn có thể thấy thì khi chúng ta sử dụng app thì các bạn sẽ có nhiều cái hiệu ứng hơn, như là hiệu ứng phông chữ, hiệu ứng tình yêu năm mới, và khi mà kéo xuống dưới thì chúng ta vẫn có thể tạo cái hiệu ứng tan biến. Và khi sử dụng app thì các bạn có thể có nhiều cái bộ filter đẹp hơn và thú vị hơn rất là nhiều. Một điểm mà mình khá là thích khi thực hiện trên giao diện web là nó rất là trực quan và các bạn chỉ có thể tạo cái hiệu ứng tan biến và hầu như là mình không gặp cái quảng cáo. Còn khi mình tải cái ứng dụng ePhoto về thì trong quá trình thực hiện thì như các bạn có thể thấy thì mình gặp rất là nhiều cái quảng cáo và bây giờ ở dưới đây cũng có thêm một cái quảng cáo nữa. Việc tạo hình ảnh ở trên trang web thì nó sẽ rất là tiện lợi khi các bạn muốn tạo cái hình ảnh đó một lần và sau đó dẹp nó đi, không cần làm bất cứ một cái thao tác gì nữa. Còn khi các bạn muốn chúng ta có nhiều cái filter, nhiều bộ lọc và nhiều cái cách căn chỉnh hơn thì mình nghĩ các bạn sẽ sử dụng ePhoto 360. Và như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn hai cách để tạo cái ảnh tan biến cực nhanh. Và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Điện thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.